đốt nhang có ý nghĩa gì? Xin thưa, nhang hay là hương là tượng trưng cho giới đức hay là giới hạnh của mỗi người? Ở trong kinh có câu: trong các loài hương không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên mỗi khi mình thắp hương á, là tượng trưng cho cái giới hạnh của mình. Ví dụ người nào mỗi lần thắp hương á, thì nó có bài kệ cho mình đọc để mình nguyện: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Cho nên mỗi lần mình thắp cây hương cho Phật thì không phải cho Phật thơm, mà chúng ta thắp cây hương đó là chúng ta nguyện giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã tiếp nhận, thí dụ như 5 giới, 10 giới vân vân, để làm cho cái hương đức hạnh của mình càng ngày càng lan tỏa. Nhưng bây giờ thắp hương thắp mấy cây? Căn bản á, thì 3 cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Trong giới có tuệ, có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây cũng đủ. Quý vị hiểu ý như vậy. Hương của Phật có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta gọi là ngũ phần hương. Cho nên mình thắp một cây đủ rồi. Còn nếu như mình đến chùa lễ Phật mà thấy ai đã thắp sẵn cây hương rồi, mình không cần thắp nữa, mình chỉ cần lễ Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải thắp một cây hương Phật mới biết tôi có ở đây, còn không thôi Phật không biết. Không phải vậy. Và có những người thắp thật là nhiều hương, để chi biết không? Để mong rằng khói hương này nó đủ mạnh, nó lên tới trời, Phật mới biết là mình thắp hương cho Phật. Không phải. Cây hương đó là chỉ tượng trưng cho giới thôi, giới đức của mỗi người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thắp cây hương thì chúng ta nguyện như vậy.